Xin chào bà con. Hôm nay là mùng 3 tháng 6 âm lịch. Em lại ra vườn bẻ cành để cho khách nhé bà con. Đây này, cành của em dĩ đây này. Em gửi cho anh Đặng Văn Hai ở trên Yên Bình, Yên Bái nhé. Bây giờ em ra vườn em bẻ thì em cũng quay lại cho bà con, cô bác anh chị xem. Và đây này, vườn của nhà em là em vừa mới hái hôm mùng 3, mùng 4 tháng 5 âm lịch để cho bà con, cô bác anh chị lấy lá để gói bánh tò te. Đó, em hái hết lượt đây này. Thế mà đến bây giờ thì hôm nay là 29 ngày, là 30 ngày, cho là 30 ngày đấy. Đây, lá của em lại tốt um rồi cô bác anh chị. Đấy, chúng ta lại phải hái rồi. Này, lại phải hái rồi cô bác anh chị ạ. Đây, những tàu nó ra hết rồi đây. Đó, mưa bão to quá là nó rách. Đấy, nếu mà như cái mùa này nó ấm áp và nó mưa thì bà con có bao anh chị biết không, em bảo là 40 ngày như quay lại một trận nhưng mà không đến đâu ạ. Là chúng ta chỉ có đây một tháng đây chúng ta lại phải hái cho cô anh chị. Đây, lá rất là nhiều đấy, lá rất là to, lá rất là nhiều đây. Những lá này là chúng ta phải hái rồi cô bác anh chị nhá. Đấy, lá đây này. Đấy, em quay từ dưới quay lên ấy. Đấy, thì là cái mùa này nó rất là nhanh, bởi vì là nó vừa ấm vừa ẩm ấy cơ cô bác anh chị, nó phát triển rất là nhanh. Thì là chỉ một tháng thôi chúng ta quay lại hái một chặt nhá. Hôm nay em hái là em hái rất là trụi ra rồi đấy. Thế nhưng em cũng có quay lại video cho cô bác anh chị xem ấy. Thế mà đến bây giờ đây, cô bác anh chị nhìn này, những cái tàu lá đây này. Đấy, lá rất là to đấy. Em bẻ cành để gửi cho khách thì em cũng tranh thủ quay cái video đây, cô anh chị nhìn này. Đấy, lá này, như cái tàu này là già rồi đấy, chúng ta phải cắt rồi ạ. Đấy, mới được có một tháng rồi chúng ta lại phải quay lại rồi. Thế nên là bà con cô bác anh chị mà trồng cái cây này ấy, thì nếu mà cái đồi nương của chúng ta mà nó dốc thì cô bác anh chị cũng nên đánh băng để cho chúng ta dễ đi. Chứ nếu như mà không đánh băng thì cứ mỗi tháng chúng ta ra ít nhất là một lần. Chứ không như như em là em làm cây giống thì nào thì đi chiết cành giống, nào thì đi bẻ cành giống, thì em cứ liên tục là em phải ra vườn. Nên nếu mà vườn của chúng ta mà dốc quá thì đi lại nó khó thì bà con cô bác cũng xem cách nào chúng ta làm đường đi lối lại cho nó dễ ạ. Chứ còn nếu mà dốc thì chúng ta trồng thì vẫn lên, vẫn được, có cái là chúng ta đi lại nó khó thôi ạ. Đây, lá của em đây này. Đấy, hôm mùng 5 Tết là em hái. Đây, em hái đi xong em bớt lại cái búp. Thì bây giờ nó lại ra đây, có bác anh chị nhìn này. Đấy, lại ra thêm 2, 4, 6, 7 lá nữa. 2, 4, 6. Đấy, 7 lá nữa cô bác anh chị nhá. 7 lá rất là to. Đó. Thế bây giờ là cái tàu này chúng ta hái xong rồi chúng ta cắt. Cắt từ cái mấu này đi. Thì trong những cái mấu này nó lại mọc mầm ra nha cô bác anh chị. Và em xin tạm dừng chia sẻ ở đây. Cảm ơn bà con cô bác anh chị đã tin tưởng em và đã theo dõi video của em. Lá này tràn lan tầng tầng lớp lớp này. Em xin chào và hẹn gặp lại cô anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.